Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học hướng dẫn thao tác bảo mật tài khoản Facebook cập nhật năm 2019 dành cho Facebook cá nhân và fanpage. Tôi xin nhắc lại, đây là video giới thiệu và hướng dẫn cách thức chúng ta bảo mật tài khoản Facebook để giúp bảo vệ tài khoản cá nhân cũng như là tài khoản fanpage. Vừa rồi thì tôi cũng có rất là nhiều các cái khách hàng là những cái học viên cũng gọi điện, gửi email hoặc chat Facebook than phiền rằng là họ bị hack mất tài khoản, và cái tài khoản của họ là cái tài khoản bán hàng, cái tài khoản có 20.000, 30.000 lượt theo dõi và đang bán hàng ở trên đó. Họ rất là sốt ruột, họ rất là lo lắng. Rồi có bạn thì bị hack mất tài khoản Facebook, và trên tài khoản Facebook cá nhân đó thì lại chứa tài khoản fanpage. Khi mà mất cái tài khoản Facebook cá nhân thì cái tài khoản fanpage cũng bị đá ra và thuộc cái quyền sở hữu của người khác, vân vân. Nói chung là chúng ta sẽ cần phải bảo mật tài khoản, nâng cao bảo mật tài khoản để đảm bảo cái rủi ro thấp nhất cũng như là cái tính an toàn của chúng ta cao nhất. Thế thì video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái nguyên lý cơ bản không đảm bảo rằng là các bạn sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng nó sẽ hạn chế cái mức tối đa cái rủi ro cho các bạn. Và nếu như mà các bạn vẫn có thể xảy ra những cái rủi ro đó thì nó cũng giảm thiểu các cái thiệt hại cho chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sang Facebook cá nhân của chúng ta đây. Đúng không ạ? Vừa rồi thì tôi có đăng một cái status cách đây ít phút. Vâng, tôi có cảnh báo về mọi người chơi một số các cái trò chơi. Thì đầu tiên đây là những cái nguyên lý cơ bản trước nhé. Nguyên lý để giúp các bạn có thể hiểu. Thế thì đầu tiên là các bạn không nên chơi các loại app ủng linh tinh ở trên Facebook. Bất kỳ cái app nào. Đặc biệt là những cái app mà không chính thống. Còn nếu mà các bạn có thể chơi những cái app mà của những cái đối tác của Facebook dành cho công việc kinh doanh, đăng nhập vào những cái phần mềm này kia mà đó là đối tác ủy quyền của Facebook thì các bạn hãy làm. Còn những cái game là câu hỏi rồi thì bạn thế này hay bạn thế kia, hay là sau này bạn có sướng hay không, những cái game kiểu như vậy thì tôi khuyên là các bạn không nên chơi. Tôi cũng không nói là các bạn tuyệt đối không được chơi, mà tôi nói là phụ thuộc vào cái lời khuyên của tôi cũng như là các bạn quan tâm như thế nào đến cái lời khuyên đó, đúng không ạ? Vâng, thứ hai nữa là các bạn không đăng nhập nick Facebook của mình ở những cái máy tính lạ hoặc là nơi công cộng đó. Ví dụ như là tôi thấy ở những cái rạp chiếu phim hoặc là một số cái cơ quan hay là một số những chỗ người ta có một hai cái máy tính để sẵn đấy để cho các bạn vào đăng nhập, thì những cái máy tính công cộng như này thì nó sẽ nhiễm virus rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng không nên đăng nhập, hạn chế đăng nhập ở những cái máy tính xa lạ hoặc là máy tính của người lạ hoặc là mình mượn đồ thiết bị. Tóm lại là mình chỉ nên đăng nhập trên máy tính của mình thôi. Còn nếu trong trường hợp mà mình không thể thì mình cũng hết sức là cẩn thận, đúng không ạ? Đăng nhập bằng trình duyệt ẩn danh, rồi thì chúng ta phải có các cái mã xác nhận trước khi vào, sau đó vào xong rồi thì chúng ta phải thoát ra. Đó. Thứ ba nữa là máy tính cá nhân chúng ta sử dụng thì chúng ta thường xuyên là phải update hệ điều hành Windows dành cho những người sử dụng Windows. Cũng nên cài các cái phần mềm diệt virus hoặc internet virus vân vân, antivirus này nọ, để chúng ta có thể là cập nhật được cái phần mềm tốt nhất. Mà tốt nhất là cũng nên sử dụng các phần mềm có bản quyền, bởi vì chúng ta cũng nhiều người sử dụng bản crack hoặc là bản free thì nó cũng chưa được phải là tốt đâu. Đấy, mà nếu có điều kiện thì các bạn hãy sử dụng các cái máy MacBook hoặc máy iMac là tốt nhất, bởi vì là cái MacBook có cái tính bảo mật cao và an toàn hơn. Ví dụ như tôi thì tôi sử dụng máy MacBook ở đây, và khi đăng nhập ở trên thiết bị di động thì tôi cũng xài iPhone của tôi thôi. Đó, thì như vậy thì cũng không phải là đã là tuyệt vời, nhưng mà nhìn chung là yên tâm hơn một chút, bởi vì cái thiết bị nó được đảm bảo hơn, đúng không ạ? Và chúng ta nên cài đặt chế độ bảo mật hai lần, chế độ thông báo đăng nhập lạ khi mà có đăng nhập vào Facebook của bạn. Và lát nữa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác này một cách chi tiết để bảo vệ tài khoản của chúng ta. Chúng ta cũng nên sử dụng các cái mật khẩu khó, đúng không ạ? Mật khẩu ở đây là gồm 8 ký tự trở lên, in hoa, in thường, số ký tự đặc biệt đầy đủ, vân vân. Chúng ta cũng cần phải bảo vệ email đăng nhập bằng cách là chúng ta nên sử dụng Gmail thay vì Yahoo Mail. Đấy, và không cho biết cái mail chúng ta đăng nhập là cái mail gì, đúng không ạ? Hoặc là cũng không cho người khác biết cái số điện thoại đăng nhập. Đấy, nếu mà các bạn sử dụng đăng nhập bằng số điện thoại, nhưng mà tôi khuyên là các bạn nên cập nhật là đăng nhập bằng email. Và cái email chúng ta đăng nhập nên sử dụng Gmail. Và cái Gmail chúng ta sử dụng không nên cho người ta biết, đúng không ạ?
Ví dụ như cái email tôi sử dụng giao dịch trong công việc là fananhonline@gmail, thì cái email tôi đăng nhập vào Facebook có thể là một cái email khác. Đó, tôi sẽ không sử dụng cái email này để đăng nhập vào Facebook để đảm bảo cái tính an toàn cho chúng ta hơn, đúng không ạ? Vâng. À, chúng ta cũng lưu trữ cái Facebook ID cẩn thận để sau này chúng ta cũng còn dùng đến. Thế thì Facebook ID là cái gì? Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng Find My ID, đúng không ạ? Có nhiều cái công cụ như này trên mạng, nhưng mà tôi giới thiệu cho các bạn cái công cụ Find My ID Facebook đây. Thế thì các bạn đánh cái địa chỉ Facebook của các bạn vào đây. Đó, đánh cái địa chỉ Facebook vào đây. Tại sao lại phải cần như này? Bởi vì sau này nếu mà giả sử mà các bạn bị hack thì người ta sẽ lấy mất cái địa chỉ của chúng ta, người ta đổi URL hoặc là người ta disable vân vân. Thế thì cái con số này là cái con số mà người ta gọi là chứng minh thư nhân dân của Facebook, và cái con số này nó không bao giờ thay đổi cho cái tài khoản đã được tạo ra. Đó, thì chúng ta lưu nó lại để sau này chúng ta có thể dùng đến, đúng không ạ? Vâng. À, tiếp tục là các bạn có thể bảo vệ cái fanpage của mình, cái fanpage của mình. À, vừa rồi thì tôi cũng có cứu cho một cái khách hàng, họ cũng bị mất nick Facebook, đúng không ạ? À, và trên cái Facebook của họ thì đây là một cái doanh nghiệp rất là lớn, họ có 3-4 cái thương hiệu, cái thì thời trang, cái thì nhà hàng, cái thì quán bia, cái thì công việc kinh doanh bán hàng ở trên mạng cá nhân, và họ sở hữu rất là nhiều các fanpage, và các fanpage đều giá trị. À, họ rất là lo lắng, cái Facebook cá nhân cũng đã quan trọng rồi, nhưng mà cái Facebook cá nhân lại đang cầm chứa là 6-7 cái fanpage tương ứng với các cái cơ sở kinh doanh của họ. Đó, họ rất là sợ, đúng không ạ? Họ rất là lo lắng. Thế thì cũng rất là may thì lấy lại được cái Facebook này, và tôi có đưa cho các khách hàng của tôi một cái lời khuyên, và tôi tin rằng là các bạn sẽ thấy cái lời khuyên này của tôi rất là thông minh, và các bạn cũng sẽ lên trên mạng search để gần như không thấy ai cho các bạn cái lời khuyên này đâu. Đó, ý tôi muốn nói là các bạn thường nghĩ rằng là các bạn đưa nhiều người vào fanpage và để cái quyền quản trị viên cho tất cả mọi người là không đúng. Đó, thì thực ra là gì, khi mà người ta đã hack được một cái nick Facebook rồi thì cái quyền quản trị viên là quyền cao nhất. Mà nếu quyền cao nhất thì tôi có quyền đẩy tất cả những cái quản trị viên khác đi ra khỏi fanpage, đúng không ạ? Và từ đó thì tôi có thể chiếm quyền Facebook cá nhân cũng như là cái fanpage đó. Mà lời khuyên của tôi lại là gì? Mình tạo ra một hoặc là hai cái nick Facebook cá nhân mà rất ít người biết. Ví dụ như là cái nick Phan Anh Online này rất nổi tiếng rồi. Ví dụ như vậy, thì tôi có thể tạo ra một cái nick facebook.com/abc.xyz gì đó. Và không một ai biết đây là cái Facebook của tôi, có khi chỉ kết bạn với một vài người thôi. Đó, và cũng chỉ lên đăng bài hi ha he cái gì đó, chủ yếu là để cho nó hoạt động thôi, chứ không phải mục tiêu gì cả. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng cái nick này. Đấy, để tôi sẽ làm admin, và chỉ có một admin duy nhất trên fanpage. Tất nhiên đây là lời khuyên của tôi, các bạn có thể kiểm chứng, đúng không ạ? Và cái nick Facebook này của tôi thì tôi cũng phải bảo mật cao nhất cho nó, đúng không ạ? Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, để làm gì? Để ví dụ như là cái nick Phan Anh Online của tôi này có thể bị hack, thế nhưng mà cái fanpage mà tôi sở hữu thì tôi chỉ có cái quyền là gì? Là biên tập viên thôi, hoặc là cái quyền kiểm duyệt thôi. Đó, vì trong cái fanpage nó có 5 quyền, đúng không ạ? Nó có 5 cái quyền. Thế thì mình để cái quyền không phải là quyền cao nhất, là quyền quản trị viên là được. Thế sau đó thì giả sử tôi bị hack rồi thì họ vào họ sẽ nhìn thấy là vẫn còn một cái tài khoản nữa. Thì cái tài khoản đấy thì cũng làm cho hacker hoặc là các cái những cái người mà người ta tấn công thì người ta cũng sẽ phải mất thêm một chút thời gian nữa, đúng không? Bởi vì chúng ta cũng không khẳng định rằng là những cái bảo mật của chúng ta đã là tốt nhất, bởi vì bản thân thằng Facebook nó cũng còn bị hack. Thì cái tài khoản của mình nằm trên Facebook bị hack là chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ? Vâng. Đấy. Một cái lời khuyên nữa là với các cái tin nhắn chat trên Facebook Messenger, có cái tin tức về làm ăn, thông tin nhạy cảm, thông tin cá nhân vân vân, thì các bạn nên tạo thói quen là lưu trữ thông tin ra bên ngoài, hoặc là các bạn phải xóa ngay sau khi chat, bởi vì như vậy là sẽ bảo mật được cái thông tin cho các bạn, là tránh cái bị đối thủ người ta cướp mất khách hàng hoặc là cướp mất những cái thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch, đúng không ạ? Mình lưu lại những cái tin nhắn như vậy ở bên ngoài. Thế còn về các vấn đề về data khách hàng như là kết bạn hay là follow hay là theo dõi hay là các cái danh sách khách hàng, thì tôi khuyên các bạn là nên lưu thông tin khách hàng trong phần mềm bán hàng, hoặc là phần mềm Excel của Microsoft, hoặc là cái phần mềm CRM, hoặc bất kỳ cái phần mềm nào mà các bạn có nhưng không nằm trên Facebook. Các bạn lưu lại những cái thông tin cơ bản như là tên, tuổi, số điện thoại, email,
link Facebook, đúng không ạ? Ví dụ như anh Phan Anh là khách hàng của các bạn thì các bạn sẽ lưu là Phan Anh này 0989 6388 này, email này phananhonline@gmail này, Facebook là facebook.com/phananhonline này, vân vân. Các bạn sẽ lưu những cái trường thông tin như vậy vào phần mềm của mình. Thế thì giả sử sau này chúng ta có bị hack nick và chúng ta cũng không lấy lại được thì bắt buộc chúng ta phải lập cái nick mới, thì chúng ta sẽ có cái data cũ, chúng ta đi kết bạn và chúng ta nói với họ là ở đây Phan Anh bị hack nick thì các bạn vui lòng đã accept cái Facebook này cho tôi, đúng không ạ? Thì như vậy mình vẫn ok hơn một chút. Đấy, thì đấy là một số những cái lời khuyên cơ bản. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thao tác bảo mật. Thì đầu tiên thì các bạn vào cái phần menu bên trên phải, cái nút tam giác ở đây, đúng không ạ? Và các bạn sẽ chọn đến phần cài đặt, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Chọn đến phần cài đặt. Thì trong phần cài đặt này các bạn sẽ quan tâm đến ba cái tab, đúng không ạ? Tab chung này, tab bảo mật và đăng nhập và tab thông tin của bạn trên Facebook. Thì hai cái tab này rất là quan trọng, đúng không ạ? Tab chung và tab bảo mật. Đầu tiên là cái tab cài đặt chung tài khoản, ok. Đấy. Thế thì về tên, đây chúng ta có thể đổi tên của chúng ta, chính sách tên thật của Facebook, tên người dùng là cái dạng là URL của Facebook đấy, là facebook.com/username. Thì các bạn có thể đổi cái tên nào nó hay ho một chút, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi có một cái nickname là Phan Anh Online, thì các bạn chưa đổi thì các bạn hãy đổi. Nếu mà các bạn chưa đổi thì nó có cái dạng là cái số má gì gì đấy rất là dài. Các bạn đổi rồi thì nó rất là ngắn gọn và dễ hiểu như này. Và sau này nếu mà khách hàng hoặc là bất kỳ ai muốn tìm Facebook của bạn thì tôi sẽ nói là các bạn hãy lên cái ô Graph này này. Cái ô tìm kiếm này người ta gọi là ô Graph. Đấy, Facebook Graph thì bạn cũng có thể làm gì? Bạn cũng có thể làm bảo người ta tìm là hãy tìm từ khóa Phan Anh Online. Viết liền, Phan Anh Online viết liền. Thì sẽ tìm được cái Facebook của tôi, đúng không ạ? Đó là cái cách chúng ta làm. Hoặc là chúng ta in trên danh thiếp, trên bao bì, trên biển hiệu thì chúng ta in cái URL này vào, ok. Đấy, cái email đăng nhập thì như tôi đã khuyên là các bạn sử dụng cái email này, các bạn làm hãy bảo mật nó, hãy sử dụng Gmail, và cái Gmail mà các bạn sử dụng đấy thì các bạn cũng phải bảo mật cái Gmail đó rất là cao. Cũng hai lớp, rồi cũng mật khẩu khó cho cái Gmail, đúng không ạ? Và các bạn cũng không nên cho người khác biết. Theo tôi ở đây thì tôi làm video thì tôi phải show ra đây thôi. Sau này tôi sẽ đổi cái email mới bằng cách là tôi nhập vào đây, đúng không ạ? Ok. Rồi. Đấy. Thế thì ví dụ như là đây mình có thể là cho phép bạn bè tải địa chỉ email của tôi, cho hoặc không cho. Đấy, các bạn không cho thì bạn không tích vào đây. Nếu mà mình cho thì lần sau người ta sẽ tải được cái email này. Và sau đó thì trong cái phần bài giảng về remarketing thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chạy quảng cáo cho cái người mà sở hữu cái email marketing để mà đăng nhập vào Facebook để chạy remarketing, tạo tệp tin, đối tượng tùy chỉnh. Thì đây là một cái phần hướng dẫn cơ bản trong cái bộ khóa học Facebook marketing mà dài hơn 100 video của tôi, chia thành 4 phần bán hàng của chúng tôi, từ cơ bản đến nâng cao bán hàng và livestream. Đó, đây là cái phần đầu tiên, là cái phần hướng dẫn cơ bản cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn bị mất tài khoản này các bạn thấy rất là đau khổ, đau đớn, thậm chí là mệt mỏi, bởi vì nó có thể là làm ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của bạn rất là nhiều. Liên hệ cho tài khoản quảng cáo thì bằng một cái địa chỉ email nào là các bạn có thể sử dụng, hoặc các bạn có thể thay đổi tùy để chúng ta sử dụng đều tốt. Vâng, phần nhiệt độ là độ C bỏ qua, quản lý tài khoản sửa đổi cài đặt thừa kế hoặc vô hiệu hóa. Thì thông thường các hacker mà khi mà hack được tài khoản của chúng ta ấy, thì họ có thể là sử dụng cái chế độ vô hiệu hóa để người ta không tìm đến mình, sau đó họ sẽ bật lại lên sau. Đấy, cái đấy là cũng cái mà cũng rất là đau đầu. Đấy là lý do tại sao mà mình phải có cái URL như thế này, là cái Facebook Family ID này. Thì mình ra được cái UID này để mà mình làm gì? Để mà mình, nếu mà họ có vô hiệu hóa thì mình vẫn có cái đường link để mình tìm. Và sau đó thì mình có thể là thực hiện một số cái thao tác để mình xác nhận, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái phần cài đặt chung thì tôi vừa đã hướng dẫn cho các bạn, được chưa ạ? Tiếp tục sang cái tab thứ hai là tab bảo mật và đăng nhập. Bảo mật và đăng nhập, các bạn nhìn thấy đây ạ. Vâng, thì cái phần đầu tiên là nơi bạn đã đăng nhập thì Facebook nó sẽ cho biết là chúng ta đang đăng nhập ở trên những cái tài khoản nào. Đấy, thế thì
Ở đây thì các bạn sẽ thấy là ví dụ đang đăng nhập trên máy Mac của tôi, iPhone X của tôi, đúng không ạ? Và nếu mà các bạn cảm thấy mà có vấn đề thì các bạn hãy xem những cái phần mà chúng ta đăng nhập ở đây, và chúng ta không yên tâm thì chúng ta có thể bấm vào cái đăng xuất khỏi tất cả các phiên. Thì lúc đó thì giả sử mình có quên để một cái chỗ nào đấy Facebook vẫn đang đăng nhập thì nó sẽ log out ra hết, đúng không ạ? Thì mình sẽ an toàn hơn. Sau đó thì mình đổi mật khẩu và mình đăng nhập lại. Sang phần đăng nhập thì chúng ta sẽ đổi mật khẩu. Thì ở đây thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta hãy sử dụng mật khẩu mạnh. Mật khẩu mạnh theo quan điểm của các cái chuyên gia đấy là phải dài hơn 8 ký tự, bao gồm chữ in hoa, in thường, số và ký tự đặc biệt. Đó, ví dụ là như vậy. Thế thì các bạn có thể làm 10, 12, 15 gì cũng được, nhưng mà nhớ là phải đừng có khó quá mà để sau này chúng ta quên nhé. Hoặc là chúng ta lưu mật khẩu thì chúng ta phải có một cái cách ghi nhớ như thế nào đấy, hoặc là để in ra hay viết ra để cuốn sổ ở nhà ấy. Sau là chúng ta quên, đúng không ạ? Vâng. Đăng nhập bằng ảnh đại diện thì cái này là một cái tính năng cũng rất là hay, nhưng tôi nghĩ là cũng không nên, bởi vì là nếu như mà các bạn bị mất Facebook hoặc là các bạn bị mất điện thoại, mất máy tính thì ít nhất là chúng ta vẫn còn bảo vệ được đấy. Thì chúng ta hãy dùng những phương pháp đơn giản thôi. Tiếp tục đấy là cái phần xác thực hai yếu tố, phần này rất là quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta xác thực hai yếu tố, thế là nếu như mà có một ai đó mà đăng nhập vào Facebook của bạn, ví dụ như là muốn tấn công, thì Facebook sẽ gửi thông báo cho bạn rằng là có phải là bạn đang đăng nhập vào Facebook của mình từ một cái máy tính lạ hay không, ở một cái địa chỉ khác. Thế thì Facebook sẽ gửi tin nhắn cho mình qua Facebook, và đặc biệt là gửi email cho mình qua cái địa chỉ email mình đã đăng ký. Và Facebook nó sẽ cho mình cái câu trả lời là có hoặc không. Nếu mà có thì nó sẽ không nói gì cả. Nếu mà mình bấm vào nút không thì ngay lập tức là mình sẽ, Facebook nó sẽ vô hiệu hóa cái đăng nhập kia, và như vậy nó sẽ rất là an toàn cho chúng ta. Đấy. Thế để chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ xem cái phần hướng dẫn, phần xác thực hai yếu tố. Phần xác thực hai yếu tố đây nhá, trong phần bảo mật đăng nhập các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Nó vẫn có xác thực hai yếu tố, phần đăng nhập hợp lệ đúng không ạ? Và phần mật khẩu ứng dụng vân vân. Thì ta sẽ hướng dẫn từng cái một. Cái phần xác thực hai yếu tố là một cái phần mà tôi muốn nói với các bạn, tức là cái này là cái đăng nhập hai lớp. Chúng ta có thể gọi là đấy là bảo mật hai lần hay đăng nhập hai lớp. Đấy. Ví dụ như là cái lớp thứ nhất là lớp mật khẩu, lớp thứ hai là nếu như bạn đăng nhập từ một cái thiết bị lạ hoặc là từ một cái máy tính hoặc cái trình duyệt là bạn chưa vào bao giờ, thì Facebook nó sẽ đòi một cái tin nhắn. Nó sẽ đòi một cái tin nhắn, ví dụ như là tin nhắn văn bản. Đấy, thì đây này các bạn thấy là tôi để cái số điện thoại của tôi. Các bạn có thể thay cái số điện thoại này nếu các bạn muốn, đúng không ạ? Đưa cái số điện thoại khác vào, thêm số điện thoại mới vào đây. Đấy, thì cái này là một cái bước trở ngại hơn nữa, khó khăn hơn nữa cho những cái người mà người ta xâm chiếm cái tài khoản của mình, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể sử dụng ứng dụng xác thực. Ứng dụng xác thực, đúng không ạ? Ví dụ như là đây thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng là Google Authenticator. Thì cái ứng dụng này thì tôi cũng đã sử dụng rồi. Các bạn mở iPhone của mình lên hoặc là Samsung của mình lên, tóm lại điện thoại di động nhé. Các bạn vào tải cái Google Authenticator, đúng không ạ? Google Authenticator. Thì cái ứng dụng này, cái ứng dụng GA này hay còn gọi là Google Authenticator này, thì nó sẽ quét cái mã QR code này và nó cho mình một cái, đẻ ra cho mình một cái mã 6 chữ số. Đẻ ra cho mình cái mã 6 chữ số. Và mình phải nhập cái 6 chữ số này vào thì mình mới nhập, mới vào được Facebook của mình. Và cái 6 chữ số này nó chỉ diễn ra trong 10 đến 15 giây thôi. Đấy cũng là cái rất là hay. Hoặc là các bạn có thể sử dụng các mã khôi phục nguội dạng là các bạn in ra và mang đi theo bên mình nếu như mà chúng ta không có điện thoại. Tôi sẽ không bấm hiển thị mã, bởi vì bấm hiển thị mã là sẽ ra cái mã đó, đúng không ạ? Vâng. Và nếu như mà các bạn cao cấp hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng khóa bảo mật dạng U2F. Vâng, U2F. Đấy, để đăng nhập qua USB hoặc là NFC. Đấy, thì các bạn có thể mua cái khóa bảo mật U2F này ở đâu? Thì các bạn search Amazon sẽ thấy đây là U2F Security Key. Khóa bảo mật. Hiện nay cái khóa này đây các bạn thấy là nó bán ở trên Amazon nó có 20 đô thôi.
Đấy, hoặc là một số cái đây các bạn nhìn thấy nếu mà mới thì khoảng 50 đô. Đấy, 24 đô, 25 đô. Rồi thì khoảng 200 đô. Nó cũng rất là nhiều mức giá nhưng mà tôi nghĩ là khoảng trong khoảng tầm 20 đến 50 đô các bạn có thể mua được. Và Amazon thì hiện nay là ship hàng về Việt Nam luôn các bạn nhá. Thì các bạn có thể mua cái khóa này và các bạn thực hiện cái việc này rất là ok. À, tôi nói rằng là cái việc xác thực hai yếu tố là rất quan trọng để đảm bảo cái tính đăng nhập của các bạn là tốt nhất. Để khi mà các bạn đăng nhập từ thiết bị lạ thì nó sẽ đòi cái mật khẩu này. Đấy, hoặc là nó sẽ gửi thông báo cho mình là có phải là mình đang đăng nhập hay không. Nếu mà phải thì mình sẽ bỏ qua, nếu mà không phải thì nó sẽ khóa, đúng không ạ? Ở cái phần tăng cường bảo mật dưới đây. Đấy, thì mình sẽ nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra. Đó, thì mình sẽ vào đây mình bật hết lên nhá. Mình nhận Facebook, nhận thông báo, Messenger nhận thông báo và email nhận thông báo. Ok. Bật hết lên cho tôi, nhận nhá. Khi mà ai đăng nhập vào thì chúng ta sẽ được thông báo và chúng ta sẽ từ chối nó. Đấy. Điều này rất là quan trọng kết hợp với cái phần xác thực hai yếu tố được chưa ạ? Trong hai cái phần này. Thế còn cái phần mà đăng hợp lệ đấy, ví dụ như là đây là những cái phần mà tôi đang đăng nhập, nếu không phải tôi gỡ gỡ nó đi thì đảm bảo cái an toàn cho tôi. À, còn cái mật khẩu ứng dụng thì cái phần này cũng hơi khó một chút, đúng không ạ? Hơi khó một chút, các bạn thấy là cũng không phải dễ dàng gì thì các bạn mới làm được để vào các cái ứng dụng, đúng không ạ? Cuối cùng là gì, trong cái phần tăng cường bảo mật thì các bạn có thể chọn từ 3 đến 5 người để liên hệ khi tài khoản của bạn bị khóa. Đấy, thế thì ví dụ như là bạn hãy chọn cho mình ba người mà bạn thân thiết nhất, như là bạn thân, anh chị em ruột hay là nhân viên tin cậy, những người bạn có thể tin tưởng, 3 đến 5 người. Tại sao lại 3 đến 5 người? Facebook có quy định như vậy. Được chưa? Bạn chọn vào để sau này bạn cần. À, còn nâng cao bạn có thể mã hóa email hoặc là phôi khục tài khoản từ bên ngoài và là xem các email từ đây. Thì cái phần này thì tôi thấy là cũng hơi phức tạp và cũng không cần thiết lắm. Đấy. Tất nhiên là nếu mà bạn làm được thì cũng sẽ rất là ok, nhưng mà tôi nghĩ cũng chưa cần thiết lắm. Đấy. Thì các bạn có thể mày mò thêm. Ví dụ như là các bạn có thể để cái mã hóa email gửi thông báo để tránh cái việc là hacker người ta còn vào email người ta lấy cái thông báo đó, đúng không ạ? À, thì các bạn có thể phải, lúc đấy thì các bạn sẽ phải học về cái khóa PGP này, khóa công khai rồi bí mật này. À, tôi thấy cũng khá là phức tạp. Rồi, thì tôi nhắc lại cái phần bảo mật và đăng nhập này. Thì thứ nhất là các bạn để mật khẩu khó cho tôi. Thứ hai là các bạn không nên để cái chế độ đăng nhập bằng ảnh đại diện, đúng không ạ? Vâng. Đấy, ví dụ như tôi đã gỡ rồi đây này, đúng không ạ? À, xác thực hai yếu tố bắt buộc các bạn phải làm nhá, chọn cái này lên. À, và tăng cường bảo mật thì các bạn bật hết lên cho tôi. Chọn 3 đến 5 người thì các bạn chọn cho tôi. Còn cái phần nâng cao này thì các bạn có thể nghiên cứu thêm. Nên tôi không chia sẻ. Đấy. Về cái quyền riêng tư thì các bạn có thể để cái chế độ gắn thẻ hoặc là không gắn thẻ. Ai có thể xem mình, ai có thể tìm mình để đảm bảo cái quyền riêng tư với các bài viết như là Facebook cá nhân. Nên thông thường thì khi chúng ta bán hàng, làm kinh doanh, làm marketing thì chúng ta cũng để cái chế độ public hết, tức là cái chế độ công khai hết. Thì cái này nó cũng không phải là quá quan trọng, đúng không ạ? À, tùy các bạn muốn họ cho cái gì thì các bạn vào đây. Đấy. Bây giờ mình còn một cái thông tin nữa, đấy là các bạn đây lại, các bạn có thể xem là các bạn tải thông tin của mình xuống, đúng không ạ? Các bạn có thể tải thông tin của mình xuống để làm gì? À, các bạn tải cái file của mình xuống để sau này bạn có thể sử dụng nó để lấy thông tin. Thì cái phần này rất là ít người sử dụng, thì tôi khuyên các bạn nên tải cái thông tin của mình xuống nhé, trong cái tab này. Đấy. Thì nó xử lý cũng hơi lâu một chút, nó cũng hơi lâu một chút. Đấy. Thì các bạn hãy làm đi, mất một vài hôm nó mới xử lý xong thì mình có thể tải xuống, đúng không ạ? Để sau này mình có thể, ví dụ như là mình mất Facebook mình vẫn có đầy đủ thông tin, cái giống như là cái backup cho Facebook ấy. À, để sau đó thì mình có thể đi kết bạn lại mà mình không cần phải tìm hoặc là phải nghĩ xem là ai là người bạn với mình. Ok, rồi. Thì tôi vừa hướng dẫn với các bạn là một số những cái thao tác và những cái lời khuyên cơ bản để giúp các bạn có thể nâng cao cái bảo mật tài khoản cá nhân cho mình
cũng như là fanpage, bởi vì fanpage là được lưu trữ trên tài khoản cá nhân của chúng ta, và một số những cái lời khuyên cơ bản và thao tác cơ bản. Xin được cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái video bài học và Facebook Marketing hoặc là Online Marketing tiếp theo của giảng viên Nguyễn Phan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ, và các bạn hãy liên hệ với giảng viên nếu mà các bạn đang gặp phải các vấn đề khó khăn về bán hàng hoặc về quảng cáo hoặc về marketing. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.